Hello tất cả các anh em bến xe nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về băng bệnh những con Taiga 50 mà thời gian qua mình gặp rất là nhiều nha anh em. Và nhiều khách người ta chết máy, hoặc những em sinh viên đi học xe 50 mà lỡ chết máy á, gặp tình trạng này hoài giác bộ. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho những mọi người đều biết được là nếu như mà xe mình có tình trạng chết máy thì mình nên xử lý như thế nào ha. Biết đâu khi mình chết máy, khi mình bị mất hơi xe đó, mình chạy đang chạy mà xả dốc nó mất hơi á, nó chết máy á, biết đâu mình coi véo này mình làm thử thì nó chạy rồi sao, đỡ dắt thôi anh em. Với lại mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em thợ mà mới vào nghề, nếu như mà gặp tình trạng những con xe 50 như vậy thì coi video này khi đôi khi mình cũng giải quyết được ha anh em. Về nói về tình trạng chung luôn ha, thì hôm nay thì nói chung thật ra hôm nay cũng hơi khuya, không khuya mới vừa chụp tối anh em, xin lỗi, thường làm khuya là quen đó. Hôm nay cũng còn kẹt mấy con xe, thì với lại khách cũng không có chờ, mình sẽ ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Mình nói về vấn đề bệnh của những con xe Taiga mà bình xăng con của dòng S của em anh em. Nó hay bị thường gặp á là Attila luôn 50 luôn, 100 cũng có luôn, bị luôn anh em. Thì thứ nhất á là khi đang chạy á, mình thả chớn á, nó tắt máy. Thả chớn nó tắt máy, đề lại rất là khó, đề ra rất là khó anh em. Rồi thứ hai á là buổi sáng mình đề chậm nổ. Rồi có nhiều lý do ha, đề chậm nổ. Rồi thứ ba là lên ga chạy được bình thường, ga lớn chạy bình thường, khi mình hạ ga nó không có xuống, nó không xuống ga, nó ra, mình xuống hết tay ga vẫn xuống tay ga hết bình thường, nhưng mà ga nó vẫn còn giữ lại âm thanh lớn, nó không có xuống nhanh được, là nó ồ ga, là nó cứ bường hoài. Rồi kế tiếp á là tình trạng là buổi sáng đề khó nổ, buổi sáng đề khó nổ, rồi nãy mình nói chưa không biết. Rồi với lại tình trạng kế tiếp á là khi ga ti được rất nhuyễn, đề máy nổ, lên ga không được, lên ga là nó hợp tắt đó. Thì mấy nguyên nhân đó thì ở đây thì mình gặp nhiều, mình sẽ chia sẻ lại cho những anh em mà xài những dòng xe Taiga mà bình xăng con, nhất là những dòng của em nha, và những anh em thợ mới vào nghề nha, để biết khi nào gặp thì xử lý nha. Còn anh em nào biết rồi thì nên bỏ qua video này, tại video này mình chia sẻ thì hơi dài dòng tí. Con xe hiện tại của mình đang làm á là con 50 nè. Đây. Nó có tình trạng là buổi sáng đề chậm nổ anh em. Thì cái lý do đề chậm nổ là để mình đã tìm ra rồi, mình chỉ trước tiên là cái lý do đề chậm nổ đi. Rồi sau đó rồi mình sẽ chia sẻ lại những cái mà cái khác hơn, cái nãy mình vừa nói ha. Khi đề chậm nổ á nó có nhiều nguyên nhân anh em. Đó. Nhưng mà đề nổ rồi là trong một ngày nó đề rất là dễ ha, giống như là đề nổ rồi xong rồi anh em chạy chút là đề rất là bình thường. Nó có cái những cái này nè, giống như cái buggy yếu nó cũng đề chậm nổ nữa. Rồi hơi yếu buggy cũ á nó đề chậm nổ nha anh em. Rồi mình sẽ bỏ qua những lý do là bây giờ buggy đi, nếu như cái buggy yếu á thì anh em đề chậm nổ mà nó càng khó nổ hơn. Còn có cái này mà anh em đề sau một chút nó mới nổ, đề lâu nó mới nổ anh em. Đó thì đó là tình trạng là con e điện này là gặp là rất là thường anh em. Con e điện này cho những cái dòng bình xăng con của Taiga là gặp tình trạng rất là thường, nó chung Honda luôn, cũng AB luôn, bình xăng con luôn. Thì đây thì mình quay vậy cho anh em dễ nhận thấy hơn ha. Về mình nói con e điện cho những cái bình xăng con của Taiga á là những nó đều có con e điện nha anh em. Thì thay vì giống như xe số mình nó có cái le á, mình kéo e á, kéo e thì nó cái e lại á, nó đóng hơi lại, nó để cho gió để xăng nó xuống nhiều á, để dễ nổ khi mình thiếu xăng buổi sáng á. Còn con e điện thì nó cũng tương tự vậy, thì nó không có dây e thì nó sẽ xài bằng cái le điện. Khi le điện hoạt động như thế này nè, thì hôm bữa mình cũng có làm video mình chia sẻ rồi, thì hôm nay mình cũng nói lại thêm ha. Nó hoạt động là khi tín hiệu nguội
á, khi mua máy nguội á thì con e điện này nó sẽ rút ra, nó sẽ rút cái kim xuống lại, rút cái kim này xuống thấp hơn. Khi máy nóng á là có nhiệt độ, khi tín hiệu nó báo vô đây thì có nhiệt độ nóng, cái cục này mình chạy chút nó nóng anh em, nóng cái nó đẩy con cái bê tông này nó lên đó, đẩy bê tông này lên thì đóng e lại, là nói là để đóng lại chạy bình thường anh em đó. Còn lúc nguội thì nó rút vô đó. Lúc nguội nó rút cái tông này vô nè, khi nóng ra thì nó lòi ra. Thì con này nó bị hư rồi anh em, thì nãy mình có sửa rồi nó bị hư rồi. Đây mình cũng gỡ ra cho anh em coi. Thì trong đây mỗi con hoạt động nó khác nhau ha. Như con này nè, đó, nó bị xét nè, nó bị xét đây. Còn cái còi này nè, cái còi này là cái còi rút ra để ra để vô nè anh em. Còn cái lỗ này nè, nó bị xét nè, thay vì nó rút lại á, nguội máy nó rút lại gì nè, nãy nó đang làm gì đó, đang làm gì thì nguội máy á, thì nó rút lại làm cho cái kim hụt xuống, nó rút lại là cái kim hụt xuống gì đúng không. Khi máy nóng lên á, khi nổ máy thì điện nó xuống thì nó đẩy cái kim lên, nó đóng lại ha anh em. Thì cái lý do con này á, là chậm nổ, thì bình xăng thì nói chung là sạch sẽ, ok, lửa lớn thì đầy đủ, hơi vọng thì có, thì có chỉ có lỗi này thôi. Mình gỡ ra thì mình phát hiện nó là bị lỗi này thôi nè. Thì mình coi sửa được thì sửa ha, còn không được thì mình sai thay. Nếu như đầy chậm nổ anh em nên lại thợ, hoặc anh em thợ thì nên kiểm tra như vậy ha, kiểm tra con e điện nó còn sống hay không. Tại bugi thì mình coi bugi tốt, hay là bình xăng mà xúc cửa rồi mà lại không hết thì mình sẽ kiểm tra con e điện anh em. Còn đây là đây một cái đó là một cái lý do. Còn nếu như mà lỡ như anh em mà nó đề chậm nổ buổi sáng, thì anh em đây có con xe này thì nó có cái chỗ 50 này nè, nó có chỗ này nè, chỗ này để cho anh em làm phần để mình cái họng ga bình xăng con à. Anh em thấy cái điểm này không, cái điểm con cửa này không, cái chốt này nè, đây là cái chốt là xăng nha. Đó, ở đây là nó có cái bơm đây nè, cái bơm nằm đây nè, giống như con hẹt gì á. À, mình lên ga nè, nếu như mà ấy là mình lên ga nhấp ga nè ha. Anh em thấy nó lòi xăng không, nó phúng xăng không, đó nó phúng xăng đi thẳng vô trong á, cái đó là nó phúng xăng đi thẳng vô trong. Rồi nếu như mà tình trạng mà buổi sáng anh em đề không được mà lỡ đi, một là anh em đề không được, hai là anh em đang chạy bình thường mà hạ thả dốc xuống, nhất là 50 nha, thả dốc cái chớn xuống nó sẽ tắt máy. À nó gì đó, nó tắt máy. Tắt máy rồi anh em cứ dựng chân giữa lên. Anh em cứ lên dặn hết ga cho mình. Dặn hết tay ga lên, dặn hết tay ga nhấp nè, nhấp cái này nè. Đó. Là làm cho anh em nhấp vài cái anh em thả đề nha. Đó, làm cho cái bơm này nè. À rồi con. Trời mình chúc anh em. Rồi. À nãy mình nói chắc tới đây rồi không biết. Nhưng mà giờ vậy. Rồi, bây giờ nếu như mà anh em mà lỡ cái chiếc xe mình nó đang chạy dọc đường mà thả dốc á, nó chết máy á. Đó, nó chết máy, mình có thể cứu bằng cách này nha anh em. Một là anh em thử cái dựng chân giữa lên. Anh em lên ga, nhấp tay ga là dòm cái chỗ này bơm nè. Đó, anh em thấy không? Zoom lại cho anh em coi. À, thấy không? Đó, cái xăng nó nhảy vô anh em thấy không? Mình nhấp tay ga vài cái, khoảng chừng 2-3 cái gì đó, mình cứ 2-3-4 cái gì cũng được. Xong rồi anh em cứ nổ mà đề, anh em bấm nút đề cái anh em giặt ga lên đó, hoặc anh em dở giặt ga lên vài cái là nó sẽ đề được. Còn nếu như mà đổ hơi nặng á, đổ hơi nó mắc hơi hơi nhiều á, tại vì biết làm sao để cho xăng nó phun xuống rồi để lắp để cái chỗ mà bị đổ hơi á anh em, mắc hơi á. Còn anh em tay ga, anh em cứ dặn hết ga lên, cầm ga lên, giặt vài cái cho nó xăng bơm xuống, rồi anh em dặn tay ga, giữ tay ga lớn vậy. Anh em bóp nút đề khoảng chừng 3 giây vậy đó, cái anh em hạ ga xuống, cái nhấp vài cái là cũng bóp nút đề nha, nhấp vài cái. Anh em bóp đừng lâu nút đề thì anh em bóp là khoảng chừng 10 hoặc 15 giây thôi, rồi anh em nhả đề ra nha, rồi anh em bóp lại. Tại cục đề mình nó không có nên bóp lâu được nha anh em, bóp lâu nó sẽ bị cháy cục đề nha anh em. Rồi đó là một cách.
một cách để anh em cứu khi chiếc xe mình nó bị cái vấn đề là chết máy khi xả hơi của chiếc máy 50 ha. Nè, đây chiếc 50 này đợt rồi mình đá mình chế trên trống nè cho của em này nè, bữa nay tối lại chơi rồi chạy chơi nha. Rồi vấn đề thứ hai á, còn cách thứ hai á, trong thùng để mình, trong cái thùng mà đồ mình á, mình dỡ lên nếu như mà nó nặng hơn á, mình cứ bịt cái họng ga này đó, mình bịt cái họng ga này lại, mình đề nha anh em, mình đề ẩn cho cảm giác cái tay mình mới cái ướt xăng á đó, rồi nó hút xuống là mình hở ra là nó sẽ đề được nha anh em. Rồi vấn đề đó ha. Rồi vấn đề thứ hai, nếu như mà anh em xin lỗi nha, để mình sửa sửa cái tay quay lại. Rồi vấn đề thứ hai, nếu như mà chiếc xe anh em mà nổ máy được mà lên ga không được đó, cái đó là cũng ngẫu nhiên thôi nha, còn khi đang chạy nó cũng bị luôn, mà đậu tới sáng nó vẫn bị luôn, mà nổ máy được mà lên ga nó không đi, lên ga không được, lên ga tắt máy, lên ga tắt máy đó, thì anh em biết làm sao không? Anh em thọt cái gỡ cái co bình xăng này ra nè, hoặc anh em gỡ cái nắp này ra, anh em lấy bê tông kéo lên thử coi nó có dính không. Cái bê tông nó dính nha, bê tông nhầm cái nó cũ quá, nó dính nha anh em kéo lên đó, kéo lên thử coi nó có nhẹ không. Nếu như mà nó nặng á là anh em gỡ ra, anh em chùi sạch rồi vệ sinh kéo vô nổ máy bình thường đó. Đó vấn đề đó, nó có một vấn đề là lên ga không được nha anh em, nó cũng có vấn đề đó, còn nguyên nhân khác cũng còn đó nha anh em, các còn nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính đó, hầu như là nguyên nhân mình thấy đa số là nó vấn đề đó là cái bê tông ga nó bị dính, mà cho những cái tay ga của thằng Attila thôi, còn mấy thằng 50 này chưa đâu, mấy thằng 50 này chỉ khi lọc bụi dơ rồi nó mới dễ dính, lọc gió rồi dơ nó mới dễ bị dính thôi. Mà nói chung là anh em nên kiểm tra định kỳ ha, lọc gió nên kiểm tra định kỳ để tránh tình trạng là bê tông hư, bê tông máy mình hư đổ hơi với lại bình xăng nó dễ bị hư anh em. Rồi cái vấn đề kế tiếp. Rồi thì tại vì âm thanh bên đây gần đây người ta có cái đám người ta nhậu anh em, người ta mở nhạc nghe thì mình sợ bản quyền anh em, mình thông cảm nha, mình giờ mình sẽ lồng tiếng lại anh em. Thì còn cái vấn đề này nữa là vấn đề là anh em đang chạy bình thường, thì đang chạy bình thường mình hạ ga tới đằng đỏ mình hạ ga thì cái ga nó không có xuống liền anh em đó, nó không xuống liền, nó vặn lớn, mà trong khi tay ga mình nó nhả xuống hết rồi. Thì vấn đề ở cái đoạn là chỗ bình xăng con nha anh em, gió bình xăng con là nó không có ổn định thì nó mới có tình trạng là bị hút xăng xuống đó. Tình trạng hút xăng xuống thì nó ồ ra nha anh em, thì cái đó thì anh em nên đi lại chỗ bình xăng con thì người ta điều chỉnh lại, điều chỉnh lại ha, rồi làm gió đường gió lại, chỉnh gió cho nó tốt lại, rồi cái bê tông ga nè ở trên cái dù á, chúng ta coi thử nó có bị hở hay không, với lại lò xo thì cho nó đè xuống tốt ha. Tại vì có khi người ta chỉnh gió thấp quá rồi chỉnh gió nhiều quá cái làm cho hút xăng xuống anh em đó, làm cho cái lượng oxy nó hút xuống thì nó đi theo xăng thì âm thanh nó bị ò ra đó, nó không xuống ra liền. Cái vấn đề đó thì anh em nên đi lại tiệm thì người ta sẽ xử lý nha anh em. Còn ở nhà thì mình chỉ có thao tác những cái mình đang vừa mình chỉ thôi, còn anh em thợ cũng nên biết ha. Vấn đề đó mấy xe tay ga của cũ là nó hay thường là bị nha anh em. Rồi nhạc ta cũng ổn định rồi, giờ mình cũng cảm ơn anh em đã xem video nha. Rồi mình cũng xin tâm sự chút xíu về vấn đề cái clip vừa qua nha anh em. Thì mình hôm nay mình có những vấn đề chia sẻ cho anh em, thì cái nào mà mình nói anh em không hiểu rõ thì anh em có thể nhắn tin hỏi mình nha. Có đôi khi mình bận công việc mình không có trả lời tin sớm cho anh em được, hoặc anh em hỏi đôi khi mình trả lời không hết là câu được đó, thì mình cũng cảm ơn rất nhiều anh em đã quan tâm đến những video vừa qua của mình. Có những cái video mà mình chiều bố á, là mình chia sẻ lại của những người đi người làm trước á, thì thật ra nó không có gì nguy hiểm đâu anh em, nếu như mình làm có ý thì nó không nguy hiểm đâu, mà nghe anh em bình luận nhiều quá thấy nó
thôi mình cũng kệ, mình cũng thật ra mình cũng vui, có những anh em quan tâm thì cũng vui rồi. Thì cái đó là mình không có sử dụng nhiều, cái đó mình sẽ chia sẻ lại chơi thôi, anh em thấy được thì anh em làm, không được thì thôi. Mình cũng không có sử dụng bằng cách đó trừ bố nhiều, mình sử dụng bằng cách khác á. Có nhiều cách lắm. Đôi khi mình không đi lại tiệm được á, mua lia được á, thì mình cũng ở nhà mình trừ bằng nhám. Thật ra mình chùi nhám thọt tay vô chùi bình thường nó cũng không có gì nguy hiểm đâu anh em. Rồi nếu như mà có cơ hội nghĩ được á thì mình sẽ chia sẻ lại anh em chùi bằng cách chỗ thông dụng của mình thường ngày. Còn video này á, thì mình muốn chia sẻ lại cho những anh em nào mà xài 50 tay ga bình xăng con hoặc 100 bình xăng con, cho những anh em thợ mới vào nghề, nếu như mà gặp video này thì lỡ biết đâu mình xử lý cho nó mau, có hữu ích gì cho anh em á thì anh em cho xin một like và một chia sẻ cho những anh em khác biết nha, với lại cho mình xin một follow nha. Mấy ngày nay TikTok mà YouTube mình nó tăng được tương tác rất là nhiều, với lại được 1.500 rồi, mình rất là vui. Rồi thì mấy xe công tốt cũng mến chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày thật tuyệt vời. Chúc anh em làm ăn phát tài. Bye bye anh em nha.